Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng gai gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước khi nền nhiệt có nơi ghi nhận lên đến hơn 41 độ C. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mỗi năm trung bình cả nước có 15 đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên. Tuy nhiên, số đợt nắng nóng năm nay thì có thể nhiều hơn và mức độ gai gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Vậy làm thế nào để có thể ứng phó với nắng nóng? Chủ đề này hiện đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Mỗi người một kinh nghiệm, một chiêu thức khác nhau để chống nắng nóng, thậm chí có rất nhiều cách thức sáng tạo độc đáo, hiện cũng đang nhận được nhiều chia sẻ trên cộng đồng mạng trong những ngày vừa qua. Áo chống nắng vừa rẻ vừa độc đáo, hay tận dụng những thiết bị có sẵn trong studio để chống nóng, và chắc chắn không thể thiếu những bộ đồ nữ ninja đủ màu sắc, chỉ hở duy nhất đôi mắt để nhìn đường. Nhiều người kéo nhau tới trung tâm thương mại không phải để mua sắm mà chỉ để tránh nóng cho đỡ tốn tiền điều hòa. Những bức ảnh hài hước về cách chống nóng, chống nắng được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người phải thán phục về sức sáng tạo của cư dân mạng hiện nay. Ai làm việc đi lại giữa trưa nắng đổ lửa Hà Nội mới cảm thấy cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường, đêm nào ẩm nồm nữa thì không có điều hòa khó ngủ lắm. Trời này ra đường mà không có khẩu trang áo chống nắng thì thực sự là một thiếu sót, vật bất ly thân của tôi. Mới đầu hè thôi mà nắng quá vậy trời, sáng sớm hay tối muộn về vẫn thấy trời oi bức. Rất nhiều kinh nghiệm vượt qua nắng nóng đã nhận được những chia sẻ từ cư dân mạng, làm thế nào để tránh sốc nhiệt hay làm mát cơ thể bằng cách thương nào. Vào thời điểm nắng nóng này, những sản phẩm kinh doanh như quạt, điều hòa hay kem chống nắng cũng đã thu hút sự quan tâm theo dõi từ cư dân mạng với rất nhiều lượt tìm kiếm. Và trong thời tiết nắng nóng gai gắt thì chắc chắn nhiều người mong muốn một cơn mưa giải tỏa đi cơn nóng lúc này. Để nhớ về những ngày mưa, một trend tạo trời mưa cũng đã liên tục được cư dân mạng chia sẻ trên Facebook vào lúc này bằng cách đăng tải những clip, hình ảnh mưa từ trước đó. Ngay lập tức, trạng thái này đã nhận được nhiều bình luận của cư dân mạng về địa điểm đang có mưa Tuy nhiên thực tế, đây là những hình ảnh hoài niệm từ quá khứ. Tương tự trên nền tảng mạng xã hội TikTok, nhiều tài khoản cũng đăng tải những nội dung về những cơn mưa to của năm ngoái và chế nhiều clip về mưa. Như đoạn clip này được chế trong bộ phim Tây Du Ký về việc hô mưa khiến nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú. Lúc mưa thì ước nắng, lúc nắng thì mong mưa, ngược đời quá. Mình sắp bốc hơi mất thôi, Giờ mà được tận hưởng cơn mưa quý giá thì thích biết bao. Lập đàn cầu mưa thôi cả nhà ơi, cơn mưa tưởng tượng cũng không phải vô nghĩa, hãy cùng nhau vượt qua mùa nắng với chen này nhé. Xem clip với ảnh trời mưa khiến cảm giác mát lạnh hiện lên thật đấy. Nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhiều cư dân mạng đã không ngần ngại chia sẻ về hóa đơn tiền điện trong tháng vừa qua cùng với việc ứng phó với nắng nóng thì nguyên nhân cũng như giải pháp làm thế nào giảm thiểu tác động của môi trường khí hậu cũng là nội dung nhận được nhiều chia sẻ thẳng thắn từ cư dân mạng. Phá rừng trồng cây công nghiệp làm cạn nước ngầm, đô thị hóa ồ ạt quy mô lớn làm bê tông hóa bề mặt và khói bụi do phương tiện giao thông quá tải làm cho hiệu ứng nhà kính trầm trọng, nhiệt độ sẽ còn tiếp tục tăng nếu chúng ta tiếp tục hành vi của mình. cây rừng ít Nguồn nước không còn dồi dào như xưa nên bay hơi thấp, dẫn đến thời tiết nóng như mọi năm nhưng không có hơi nước, tầng ozone bị mòn, đủ thứ vấn đề. Có thể nói chúng ta đang sa mạc hóa các cánh đồng vào mùa nắng, nên chăng chúng ta cho nước vào các cánh đồng ven biển nhằm tăng độ ẩm không khí, giảm nhiệt, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Nên tuyên truyền cho các em học sinh, tất cả người dân về việc trồng cây xanh, tạo mảng xanh cho môi trường sống, lên án việc chặt hạ cây xanh cắt trụi lủi cành cây bừa bãi, bức tử cây xanh trên các tuyến đường, cổ động việc trồng cây xanh để thanh lọc không khí thành phố đã quá ô nhiễm, thời tiết nắng nóng gay gắt như đổ lửa, nếu không vài năm nữa các đô thị sẽ không còn cây xanh nào. Dự báo nắng nóng gay gắt sẽ kéo dài, vì thế mỗi người hãy chủ động cách thức phòng tránh ứng phó để giữ gìn sức khỏe người dân nên hạn chế ở ngoài trời vào thời điểm trưa, nên ở dưới bóng mát và che chắn khi ở ngoài trời. Đặc biệt, những người làm việc ngoài trời cần lưu ý, nắng kéo dài trong ngày, nếu làm việc liên tục thì cần trang bị đồ bảo hộ, chống nắng, kính dâm, khẩu trang. Vậy còn bạn, bạn đã có kinh nghiệm gì để ứng phó với nắng nóng? Hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình Công an Nhân dân.